Mới đây, lượt tìm kiếm từ khóa ca sĩ Chi Dân trên các nền tảng mạng xã hội bỗng nhiên tăng vọt. Cái tên ca sĩ Chi Dân đang trở thành từ khóa được nhiều người tìm kiếm, trước đó anh vướng không ít ồn ào. Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989, quê ở Kiên Giang. Anh từng là thành viên nhóm nhạc Hero, sau khi rời nhóm Chi Dân đi hát solo. Chi Dân bắt đầu được đông đảo khán giả trẻ chú ý khi cover lại ca khúc từng được mệnh danh là thảm họa idol, mất trí nhớ của Nguyễn Hồng Quang. Chi Dân còn là nhạc sĩ, anh là tác giả của bản hit Anh Muốn Em Sống Sao do Bảo Anh thể hiện, Giả Vờ Nhưng Em Yêu Anh do Miu Lê trình diễn. Loạt ca khúc đình đám của Chi Dân còn gồm Điều Anh Biết, Có Được Không Em, 1, 2, 3, 4, Yêu Từ Phía Xa. Chi Dân từng trở thành tâm điểm của dư luận khi khán giả cho rằng anh viết lại lời Việt cho ca khúc nhạc Hoa Người Tôi Yêu Chẳng Hề Yêu Tôi, sát nghĩa tới mức thô thiển. Một số câu hát trong bài như Phòng Em Tôi Đã Từng Nằm, Uống Ly Nước Em Uống Thừa, Ăn Cơm Em Bỏ Dở. Chi Dân vướng không ít ồn ào. Tháng 4 2023, cư dân mạng lan truyền hình ảnh một người đàn ông tóc nhuộm vàng, tay có nhiều hình xăm, được cho là làm việc với cơ quan chức năng. Nhanh chóng, nhiều người réo tên Chi Dân. Sau khi liên tục bị nhắc đến trên trang mạng xã hội, Chi Dân đã livestream. Nam ca sĩ không đả động đến những đồn đoán. Chi Dân chỉ cho biết, sau biến cố về gia đình và tình yêu không như mong đợi, thời gian qua anh sống không đúng với nghề nghiệp, tình cảm khán giả dành cho mình. Chi Dân xin lỗi khán giả, mong khán giả bỏ qua, thông cảm cho anh quay lại lần này. Bên cạnh đó, nam ca sĩ hứa rằng bản thân sẽ thay đổi, sống nghiêm túc với nghề. Năm 2014, trong một chương trình hẹn hò, Chi Dân tỏ tình thành công hot girl Milan. Đến năm 2019, tham gia Người Ấy Là Ai Mùa 2, Milan kể rằng 5 năm trước, cô hẹn hò với một nam ca sĩ, tên của anh có một chữ Y. Năm đầu tiên, cả hai rất mặn nồng. Đến năm thứ hai, Milan phát hiện bạn trai bắt cá nhiều tay. Ngay sau đó, Chi Dân đã bị réo tên. Ngày 10 tháng 11, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ ông Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi, ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác nghi liên quan đến ma túy. Trước đó, ca sĩ Chi Dân và một số người khác bị lực lượng chức năng quận Tân Bình kiểm tra, phát hiện nghi vấn có liên quan đến ma túy tại một địa điểm trên địa bàn nên đưa về trụ sở để làm việc. Tối ngày 9 tháng 11 và rạng sáng ngày 10 tháng 11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ca sĩ Chi Dân cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Hình ảnh này được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người mẫu Andrea A3, ca sĩ Chi Dân bị điều tra nghi liên quan đến ma túy. Ngày 10 tháng 11, nguồn tin phóng viên Dân Việt cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ diễn viên Andrea A3, 29 tuổi, tức Nguyễn Thị An hay An Tây, để điều tra về hành vi liên quan việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo nguồn tin, chiều ngày 9 tháng 11, cảnh sát kiểm tra căn hộ tại chung cư ở thành phố Thủ Đức phát hiện Andrea A3 cùng một số bạn bè có biểu hiện sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh xác định Andrea A3 dương tính với ma túy và bị tạm giữ. Ngoài ra, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác nghi dính líu đến ma túy. Nam ca sĩ này bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện có nghi vấn liên quan đến ma túy tại một địa chỉ ở quận Tân Bình. Trước đó, mạng xã hội xôn xao hình ảnh Chi Dân bị chụp cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Nhiều người đồn đoán nam ca sĩ bị bắt khi sử dụng ma túy. Đây không phải lần đầu Chi Dân bị đồn đoán dính đến chất cấm này. Andrea A3 sinh năm 1995, quốc tịch Tây Ban Nha. Cô nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Cô đã tham gia vào nhiều dự án người mẫu và chương trình truyền hình, đồng thời cũng xuất hiện trong một số bộ phim và MV ca nhạc tại Việt Nam. Andrea gây ấn tượng với khán giả Việt Nam không chỉ nhờ ngoại hình mà còn vì khả năng nói tiếng Việt lưu loát và sự hòa nhập vào văn hóa Việt Nam. Còn Chi Dân, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam. Chi Dân sinh năm 1989 tại Kiên Giang, nổi tiếng với loạt bài hit như Người Tôi Yêu, 1, 2, 3, 4, Điều Anh Biết và Làm Vợ Anh Nhé. Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có một nhân viên quản lý bảo vệ rừng để điều tra về hành vi khai thác lâm sản trái phép. Ngày 8 tháng 11, lực lượng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện và Hạt Kiểm Lâm huyện đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ khai thác lâm sản trái phép xảy ra tại tiểu khu 414, xã Lộc Bảo, Bảo Lâm thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý.
Cùng ngày, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng có hành vi khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu trên gồm Cờ Thắng, 34 tuổi, Cờ Thức, 36 tuổi, Kiều Văn Nguyên, 48 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, và Phạm Văn Trung, 41 tuổi, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Theo điều tra của Công an huyện Bảo Lâm, quá trình tuần tra bảo vệ rừng, Phạm Văn Trung là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Lộc Bắc đã phát hiện có nhiều cây gỗ kiền kiền thuộc nhóm 2 cổ thụ quý hiếm tại tiểu khu 414. Vì vậy, Trung đã móc nối lên kế hoạch với Cờ Thắng, Cờ Thức và Kiều Văn Nguyên khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu này. Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm xác định có 6 cây gỗ rừng bị lâm tặc cưa hạ chưa kịp vận chuyển ra ngoài, đang nằm tại nhiều vị trí thuộc khoảnh 7, tiểu khu 141, trong đó có 5 cây gỗ kiền kiền thuộc nhóm 2 và 1 cây gỗ tạp. Ghi nhận của phóng viên, 5 cây gỗ kiền kiền trên đều là những cây có đường kính chiều cao lớn, trong đó một cây có đường kính gốc hơn 1,3 m và cao gần 30 m. Những cây còn lại có đường kính từ 0,6 đến 0,8 m. Ước tính ban đầu, 6 cây gỗ bị lâm tặc cưa hạ, thiệt hại khoảng 25 m khối gỗ. Hiện Công an huyện Bảo Lâm vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Vừa qua, Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị khác đã triệt phá đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, khởi tố 43 bị can, thu giữ hơn 500 khẩu súng cùng nhiều tăng vật. Nhóm đối tượng này đã bán thành công hơn 1.000 khẩu súng cho nhiều đối tượng và trong và ngoài nước. Ngày 6 tháng 12, 2023, Nguyễn Anh Sơn sinh năm 1998, trú tại Thanh Hóa, cùng 4 đối tượng khác sử dụng 4 khẩu súng, 3 con dao, gây ra vụ án giết người cướp tài sản khoảng 8 tỷ đồng, bắn một người bị thương tại quán cà phê Đức Trung tại khu đô thị Eco Park thuộc xã Kiểu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngày 2 tháng 11, 2023, đối tượng Trần Văn Trí sinh năm 2001, trú tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1998, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, sử dụng súng cướp ngân hàng BIDV tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, hậu quả khiến một bảo vệ ngân hàng tử vong. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các tội phạm nói chung và hoạt động mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép nói riêng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị tập trung rà soát, xét các đối tượng nghi vấn tàng trữ sử dụng và mua bán vũ khí quân dụng. Quá trình xác minh, các trinh sát phát hiện một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã mua vũ khí quân dụng thông qua một số trang mạng xã hội của một đường dây mua bán vũ khí có tính chất chuyên nghiệp với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều địa bàn trên cả nước nên đã xác lập chuyên án phối hợp với các đơn vị để đấu tranh. Càng đi sâu điều tra, càng thấy quy mô và tính phức tạp của đường dây mua bán vũ khí trên không gian mạng này với hệ thống chân rết ở nhiều địa phương khác nhau như Hà Tĩnh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Ninh Bình. Đường dây này đã bán ra một số lượng đặc biệt lớn vũ khí nóng cho các đối tượng hình sự để gây ra nhiều vụ án hình sự trên địa bàn cả nước. Trong đó có hai vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội rất quan tâm trong thời gian qua tại Đà Nẵng và Bắc Giang. Điều đó càng thôi thúc ban chuyên án phải quyết tâm đấu tranh triệt xóa tận gốc rễ đường dây tội phạm có tổ chức nguy hiểm này. Thông qua các hội nhóm trên các trang mạng xã hội, các đối tượng đã mua các loại súng quân dụng trôi nổi không rõ nguồn gốc, các loại súng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng rồi mua thêm các linh kiện để hoàn thiện. Phần nhiều trong đó được vận chuyển từ Trung Quốc, Lào, Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Sau đó, các đối tượng đã sử dụng các tài khoản ảo trên nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, Zalo, các hội nhóm kín và công khai trên mạng xã hội để quảng cáo mua bán trái phép vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ kèm theo số điện thoại không chính chủ để người mua có nhu cầu liên hệ. Cách thức mua hàng rất đơn giản, người mua chỉ cần chọn một loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà mình muốn, để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc nick ảo, sau đó chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc qua hình thức ship COD. Sau khi nhận đơn, hàng sẽ được tháo rời, chia nhỏ ra thành nhiều gói khác nhau để vận chuyển qua các công ty chuyển phát nhanh, xe ôm công nghệ, xe khách tàu hỏa đến tay người mua. Cất vó đồng loạt. Với quyết tâm triệt xóa toàn bộ đường dây này, bắt giữ được hết những đối tượng trong nhóm tổ chức cầm đầu ngay trong giai đoạn đầu, ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cử trinh sát bám sát, xác minh kỹ từng thông tin liên quan đến đường dây này và chủ động lên nhiều phương án khác nhau cho việc kế hoạch tung lưới đồng loạt bắt giữ các đối tượng. Cụ thể, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Văn Thao, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai 15 tổ công tác tại 15 tỉnh thành phố, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Hậu Giang, Bình Dương, Công an huyện Kỳ Anh, Hương Sơn, Công an huyện Yên Khánh, Ninh Bình, Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh, Công an các quận huyện liên quan. Tiến hành bắt giữ khẩn cấp, triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 45 đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Hậu Giang và Bắc Giang.
Trong số các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này có 11 đối tượng có tiền án tiền sự và nhiều đối tượng có hành vi mua bán sử dụng ma túy, đối tượng hình sự cộng cán, có những đối tượng có đến 10 tiền án. Quá trình điều tra mở rộng, ngoài việc thu giữ súng đạn từ các đối tượng, phòng cảnh sát hình sự còn thu giữ hơn 200 gram ma túy, hai quả lựu đạn từ các đối tượng. Đến nay, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã bán hơn 1.000 khẩu súng trên khắp các tỉnh thành cả nước, thậm chí còn bán cho các đối tượng tại Lào và Campuchia. Thượng tá Nguyễn Phi Hải, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, kết quả triệt xóa đường dây buôn bán vũ khí xuyên quốc gia này là nỗ lực rất lớn của phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ nhằm góp phần ngăn ngừa tình trạng mua bán sử dụng vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân và thực hiện các hành vi phạm tội khác, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Hà Tĩnh và cả nước nói chung, và cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai thích tàng trữ, sử dụng hàng nóng. Đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và sự phối hợp, hợp đồng tác chiến rất có hiệu quả giữa các đơn vị, công an các tỉnh, thành phố trong đấu tranh phòng chống tội phạm.